Chúc các bạn ngày mới sức khỏe dồi dào ha, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Rồi ok các bạn ơi, thì ngày bữa nay mình mới đi chợ về ha. Mình ra chợ mình thấy đây là những con oyster họ mới đổ ra, ngon quá, con nào con nấy khổng lồ luôn, bự chưa từng thấy, từ đó tới bây giờ chưa bao giờ thấy mà nó bự cỡ vậy chứ cái trời, quá trời bự luôn. Mình thấy ngon quá cho nên mình có mua mấy con oyster tươi, mua mấy con này về thì ngày bữa nay mình sẽ lăn bột, mình chiên giòn đó, rồi làm vài chai chơi, sẵn mình làm một clip nhỏ nhỏ để chia sẻ với các bạn ha, đó, để các bạn xem chơi cho vui đó. Đây là những cái con oyster mình lăn bột chiên giòn nha các bạn đó. Thì bây giờ trước khi mà mình lăn bột nó thì các bạn để vô những cái lò vi sóng, để vô cái microwave đó ha, để vô microwave giùm cho mình để cho 4 phút để cho nó hả miệng ra, rồi mình cạy ra mình lấy thịt nha các bạn. Ok rồi, bây giờ mình chuẩn bị bắt tay vào việc oyster con hào chiên giòn, con nào con nấy khổng lồ luôn. Trong một cái lò vi sóng ha, rồi các bạn bấm giùm cho mình khoảng 4 phút nha. Cái này là tại vì cái con hào này nó bự quá cho nên mình làm một lần 3 con thôi. Cái con hào này bữa nay quá bự luôn. Rồi bấm 4 phút cho các bạn. Các bạn ơi, thì bây giờ là cái con hào này á là mình đã để vô trong một cái lò cái microwave đó ha, là 4 phút mình có thưa với các bạn đó ha. 4 phút xong rồi các bạn đem ra cạy nó ra ha, tại vì mình mua hào này là hào tươi nha các bạn, cho nên mình phải để vô cái lò cái microwave ha. 4 phút xong rồi các bạn đem ra cạy nó ra, cạy nó ra xong rồi các bạn rửa lại một lần nữa cho sạch sẽ thơm ngon nha đó. Mình đã cạy nó ra rồi, mình sợ mất thời gian các bạn ha. Rồi mình cạy nó ra xong rồi các bạn để cho nó ráo, càng ráo thì các bạn làm nó càng ngon. Các bạn phải xài là xài cái hào tươi thì nó ngon nha, đừng có mua cái hào ở trong lon, hào trong lon làm không có ngon đâu, hào tươi làm nó mới ngon. Rồi bây giờ đây là chuẩn bị các bạn, trước khi mà các bạn làm nó thì các bạn ướp cho nó giùm cho mình. Đây là bột nêm súp gà ha, còn kia là bột hành đó, còn kia là ớt bột ha. Rồi mình làm tới đâu mình sẽ thưa với các bạn tới đó nha. Đây là bột chiên giòn ha. Đó. Rồi các bạn cho mình 3 cái trứng gà. Nó rồi mình làm tới đâu mình sẽ thưa với các bạn tới đó. Okay, các bạn ơi. Thì hồi nãy mình thưa với các bạn là không có đúng ha, lộn. Đây là bột hành không có đúng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xài bột tỏi nó mới đúng. Mình lấy lộn cái hũ đó các bạn ha. Các bạn nhớ là xài bột tỏi nha. Rồi ok, mình chiên nó ha. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái ướp của nó trước. Pha cái gia vị đi ướp với con hào này trước nha. Đó là đường. Đây là bột nêm. Còn đây là bột tỏi. Các bạn nhớ bột tỏi nha. Nãy mình lấy lộn cái hũ bột hành nha. Bột tỏi. Rồi đây là ớt bột. Rồi ok các bạn cho mình một chút xíu rượu. Rồi các bạn gọi đều lên giùm cho mình nha. Rồi ok các bạn ơi. Thì bây giờ cái gia vị mà mình mới trộn hồi nãy đó. Rồi bây giờ các bạn ướp giùm cho mình cái con hào này nha. Rồi ướp như vậy các bạn, để giùm cho mình khoảng 10 phút cho nó thấm gia vị nha các bạn. Thấm thì ăn tới đâu là nó đậm đà tới đó ha. Ok các bạn ơi. Thì bây giờ mình ướp rồi ha. Bây giờ các bạn để giùm cho mình khoảng 10 phút nha. 10 phút để cho gia vị nó thấm vô trong cái con hào này.
rồi các bạn mới ướp với loại bột chiên giòn mình chiên ha. Chưa gì hết là đã thấy quá ngon rồi. Bây giờ là mình sẽ chuẩn bị mình pha bột ha, để mà mình chiên giòn cái con hàu. Thì đây là hay như nãy mình thưa với các bạn đó là ba cái trứng gà ha, các bạn vậy lên. Còn đây là bột chiên giòn, các bạn phải cộng thêm với lại bột bắp nữa nó mới ngon nha. Chứ bột chiên giòn không ngon, nó phải cộng chung lại bột bắp thì nó mới ngon được. Rồi bây giờ các bạn chế bột chiên giòn vô. Rồi đây là bột bắp nha các bạn. Rồi ok. Rồi ok các bạn ơi. Bây giờ là tới cái giai đoạn là mình sẽ áo cái con hàu này. Nó các bạn phải nhúng với bột ha. Bột nào nãy mình có thưa với các bạn rồi đó. Rồi các bạn nhúng với bột. Đó, xong rồi các bạn cứ nhúng với bột một lần nữa nha. Hai lần nha các bạn. Rồi các bạn để ra dĩa đó như vậy. Cái này là các bạn ha, chiên giòn lên ha. Rồi các bạn làm vài chai nha. Món này là món ăn chơi nha các bạn. Bây giờ mình ướp xong rồi ha. Đó, bây giờ mình ướp bột xong rồi thì bây giờ các bạn bắt một cái chảo dầu lên giùm cho mình ha. Đó. Rồi bây giờ các bạn để vô chiên nó ha. Chưa dĩa trơn mà là thơm phức luôn. Hào chiên giòn ha các bạn. Món này các bạn uống với bia là hết bài luôn. Không có thứ nào mà chịu nổi hết. Thơm quá các bạn ơi, thơm chịu không nổi á, quá trời quá đất ngon rồi. Ok bây giờ các bạn chuẩn bị để bia đi, con chuẩn bị sẵn đi nha. Quá dữ rồi, thứ nào chịu nổi. Hào chiên giòn nha các bạn. Các bạn nhớ mua hàu tươi nha, đừng có mua hàu trong lon là xài không được nha, nó không ngon đâu. Nếu các bạn mua hàu tươi về các bạn cải ra.
bây giờ là mấy cái miếng nhỏ nhỏ nó chín rồi nha các bạn ha. Đó. Cái nào mà nhỏ nhỏ các bạn vớt nó ra trước, còn mấy cái con bự là chưa chín đâu nha các bạn. Phải chiên cho nó giòn nha. Wow, thơm quá các bạn ơi. Thứ nào chịu nổi. Hào chiên giòn ha. Cái này các bạn phải chấm với lại tương ớt. Rồi ok các bạn ơi, thì bây giờ các bạn chiên như vậy là được rồi ha. Đó, thì bây giờ các bạn cho nó ra dĩa dùng cho mình nha. Thơm nức mũi luôn, thứ nào chịu nổi. Đó, các bạn lấy một cái miếng lá chiên ha, các bạn lót xuống để cho nó thấm dầu qua. Quá ngon luôn, thứ nào chịu nổi. Thơm phức các bạn ơi, thơm nức mũi luôn. Rồi mời các bạn lên bàn nha, bia các bạn khui đem ra nha các bạn ơi. Thì bữa nay cái món hào chiên giòn của mình nó đã xong rồi. Cái này là thơm nức mũi luôn các bạn ơi. Rất là ngon. Ngọt, rất là ngọt nha các bạn. Cái nước hào nó thấm vô cho lại bột đó. Các bạn chiên lên. Bây giờ ăn nó ngọt ngay. Thơm phức à. Đó ha, thì ok mình làm tới đâu. Mình chia sẻ với các bạn rất là tận tình và tỉ mỉ ha. Đó, thì cái món này cũng quá là dễ làm, không có gì khó hết, chỉ có 2-3 bước thôi là xong thôi. Đó. Hào chiên giòn thì cái này á là cái món ăn chơi ha các bạn. Thì các bạn muốn chấm á là thì các bạn chấm vô là hai thứ này. Đó. Một là tương ớt, hai là wasabi. Đó. Hai thứ này mà các bạn trộn chung với nhau các bạn chấm là coi như là hết thuốc luôn, hết bài luôn. Rất là thơm ngon, bia nào mà chịu nổi. Cái này thì các bạn muốn ăn chơi ha, các bạn uống với bia, không có bia các bạn uống với rượu đế, rượu đế gò đen cũng được. Rất là thơm ngon và dễ uống, dễ nhậu. Cái món này là rất là dễ nhậu nha các bạn. Người nào mà khó khó thì cái món này nhậu cũng được. Rất là thơm, thơm nức mũi luôn, thơm bay cả nhà luôn. Hào chiên giòn. Đó, các bạn để microwave ha, 4 phút dùm cho mình. Xong rồi các bạn đem ra, các bạn cạy ra. Cạy ra rồi các bạn rửa sạch sẽ, các bạn để ráo đi. Các bạn lấy napkin các bạn thấm cho cái con hào nó thấm cho nó ráo nước đi, rồi các bạn mới ướp ha. Đó, thì mình chia sẻ rất là tỉ mỉ với các bạn rồi đó. Mình nghĩ các bạn làm là chắc chắn là được thôi, không có trật từ đâu được hết trơn. Hào chiên giòn. Rồi ha, ok. Mình xin phép chào tạm biệt các bạn nha. Mình xin kính chúc các bạn được sức khỏe dồi dào ha, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Đó, thì các bạn làm cái món này lâu lâu, các bạn làm cái món này cho gia đình dùng. Hoặc là các bạn làm, các bạn đãi bạn bè đâu, nhậu chơi cho vui.
rất là dễ làm và lẹ nữa. Đó, rồi ok, mình xin phép chào tạm biệt các bạn rồi. Bye bye các bạn nha.